Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cài đặt một cái con bot ở trên Telegram. Với con bot này thì nó sẽ thông báo cho anh em tất cả các cái thông tin, ví dụ như anh em chuyển tiền đi hay là anh em có nhận được tiền thì nó sẽ thông báo vào đây cho anh em. Cái con bot này thì nó rất phù hợp cho những anh em mà chúng ta làm Aerobe. Đấy, các bạn làm Aerobe nhiều thì các bạn sẽ cần có con bot này để chúng ta có thể tiết kiệm được cái thời gian của mình. Đối với những anh em mà chúng ta đã làm Aerobe kỳ cựu hay là các bạn đã tham gia thị trường crypto lâu thì mình nghĩ là con bot này anh em đã biết rồi. Nhưng mà đối với một số anh em mới thì có thể là anh em vẫn chưa biết tới con bot này, cũng như là chưa biết cách để chúng ta sử dụng con bot này như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể cài đặt một cái con bot như thế này. Đó, và nó sẽ báo cho anh em tất cả các thông tin. Ví dụ như có người gửi tiền vào ví cho mình thì nó sẽ đều báo vào ở đây. Đấy, cái giá trị này, giá trị số token mà mình nhận được này, trị giá của token và mình được nhận từ cái ví nào. Đấy thì nó sẽ báo tất cả ở đây. Ngoài ra thì anh em có thể nhấn vào cái phần TXH để chúng ta xem được cái lịch sử giao dịch ở trên BSC scan. Đó, thì anh em có thể thấy được nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mở sang một cái trang Telegram mới để mình hướng dẫn cho anh em. Để cài đặt được con bot này thì anh em sẽ cần phải nhấn vào cái phần search phía trên Telegram. Ở đây thì các bạn sẽ gõ cho mình cái phần gõ cho mình từ khóa là Ether Tracking Bot. Ok, anh em sẽ thấy được là sau khi chúng ta gõ từ khóa thì nó lên rất là nhiều con bot. Tuy nhiên là anh em sẽ chọn cho mình cái con bot đầu tiên. Đấy, con bot những con bot phía sau thì anh em thấy là có số 6325 gì đấy. Thì con bot đầu tiên của chúng ta nó không có số phía sau này, thì các bạn chọn vào con bot này nhé. Ok, sau khi anh em đã chọn được vào con bot này rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Start để các bạn bắt đầu chúng ta cài đặt ở trên con bot. Thì với con bot này thì anh em có thể add được một số cái thông tin, như là chúng ta có thể thêm được cái ví. Ví dụ như các bạn muốn cái ví nào nó sẽ báo các cái lịch sử giao dịch của chúng ta thì các bạn nhấn vào phần Add Wallet. Đấy, còn một số cái phần Add Pool rồi là Add Coin thì cái phần này thì anh em chúng ta tự động các bạn tìm hiểu thêm nhé, bởi vì những cái phần này thì mình cũng không dùng nên là mình cũng không muốn chỉ cho anh em, để tránh cái việc là anh em loạn. Rồi, đấy thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần Add Wallet để các bạn có thể thêm cái địa chỉ ví mà các bạn muốn báo giao dịch vào đây. Sau khi các bạn nhấn vào phần Add Wallet thì nó sẽ hiện lên cái mạng lưới. Thì hiện tại cái con bot này thì nó hỗ trợ cho chúng ta khá là nhiều mạng lưới. Mình thấy đây có 5 mạng lưới, đó là Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, FTM và AVAX. Thì bình thường ấy thì mình hay sử dụng cái địa chỉ ví BSC đúng không? Bình thường chúng ta tham gia Aerobe thì các bạn chỉ sử dụng nhiều nhất là ba cái mạng, đó là mạng Ethereum này, rồi là BSC và Polygon. Thì đây mình sẽ thử add cái mạng BSC vào nhé. Thì các bạn sẽ chọn cái mạng BSC. Sau đó thì nó sẽ hiện lên cái phần là Enter BSC Address. Thì lúc này các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví mà các bạn muốn nó thông báo cho các bạn vào đây. Thì để lấy địa chỉ ví thì anh em có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Đấy, thì mình sẽ sao chép cái địa chỉ ví của mình này. Sau đó chúng ta sẽ dán vào ở cái phần chatbot trên Telegram. Anh em nhấn Enter. Rồi, sau đó thì nó sẽ hiện lên cái phần này. Thì các bạn dán lại địa chỉ ví, chúng ta nhấn Enter một lần nữa. Thì nó sẽ báo lên là cái địa chỉ wallet của các bạn đã được add vào thành công. Thì hôm sau khi mà ở trong cái ví này của các bạn có những cái lịch sử giao dịch từ những cái người khác gửi, hay là có những cái kèo Aerobe nó trả về ví cho các bạn, thì nó sẽ đều hiện lên tất cả các thông tin đấy để chúng ta biết được là chúng ta đã nhận được bao nhiêu token, trị giá của nó là bao nhiêu. Đấy, chúng ta nhận lúc nào thì nó sẽ báo hết lên ở trên này. Đấy, thì đó là chỉ mới một cái mạng là BSC thôi nhé. Còn ví dụ như cũng một cái địa chỉ ví này nhưng mà anh em muốn thêm cả mạng Polygon nữa thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự thôi. Các bạn sẽ nhấn vào phần Add More to Main. Đấy, thì đây anh em sẽ tiếp tục chọn cái mạng lưới mà các bạn muốn nó báo về. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục chọn vào Polygon chẳng hạn. Rồi, thì sau đó anh em cũng sẽ nhập cái địa chỉ ví Polygon. Địa chỉ ví Polygon với cái địa chỉ ví BSC mà anh em dùng chung một ví ấy, thì nó sẽ giống nhau. Đấy, thì chúng ta cứ để địa chỉ ví này nhé. Rồi, sau đó thì các bạn cũng sẽ đợi một lát và nó sẽ hiện lên cái phần như thế này, thì tức là chúng ta đã thành công. Đấy, thì chúng ta dán, sau đó Enter một lần nữa thì nó báo như thế này là chúng ta thành công nhé. Rồi,
Và ở trên cái con bot này thì không chỉ là add một ví mà anh em có thể add một lúc nhiều ví và nhiều mạng lưới. Đấy, ví dụ như những anh em mà chúng ta cheat app để làm airdrop thì anh em phải dùng rất là nhiều ví phụ, thì anh em có thể nhấn vào cái phần add wallet ở đây. Đó, sau khi bạn nhấn vào phần add wallet thì nó sẽ tiếp tục hiện lên cái phần để các bạn tiếp tục add vào. Đấy, thì ví dụ như bây giờ mình tiếp tục add một cái ví BSC nữa, thì mình sẽ quay lại ở cái phần ví MetaMask của mình. Ở đây thì anh em có thể chọn thêm. Ok. Rồi chúng ta có thể chọn thêm cái địa chỉ ví này, sau đó các bạn add vào. Đấy, thì cũng rất là đơn giản thôi. Nói chung là anh em làm tương tự như lúc nãy mình hướng dẫn. Đấy, chúng ta có thể add bao nhiêu ví cũng được. Đó, thì khi mà có cái thông tin, khi mà có cái giao dịch thì nó sẽ thông báo ở trên con bot này, thì anh em sẽ đỡ phải check ở trên ví, cũng như là đỡ mất thời gian khi chúng ta check ở trên BSC scan. Đó. Ok, và như vậy là mình đã thêm thành công vào rồi nha anh em. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cài đặt cái ví của chúng ta. Ở đây ví dụ nhá, mình sẽ lấy ví dụ là ví dụ mình muốn chỉnh sửa cái ví này, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần edit ở đây, edit cái ví. Rồi, sau khi các bạn nhấn vào phần edit thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta các cái thông tin ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy ở cái phần balance. Phần balance này là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào để các bạn khám phá. Ở phần balance thì nó sẽ hiện lên cái số dư hiện tại ở trong ví của các bạn là còn bao nhiêu BNB hay là bao nhiêu đô. Đấy, thì nó sẽ hiện lên ở đây nhá. Hiện tại thì cái ví này của mình là không có gì này, nên là nó không hiện. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là anh em sẽ thấy cái phần là transaction. Cái phần này là nó sẽ ghi lại tất cả các cái địa chỉ giao dịch. Ở đây thì mình đang để là all, tức là tất cả các giao dịch từ nhỏ đến bé chúng ta chuyển ra hay chuyển vào thì nó sẽ đều lưu lại. Còn ví dụ như anh em muốn chỉnh lại, ví dụ nhá, mình sẽ click vào một cái này. In, tức là chỉ những cái giao dịch mà nó gửi vào ở trong ví của chúng ta thì nó mới báo cho anh em. Còn những cái giao dịch khác, giao dịch chuyển ra thì nó sẽ không báo. Đấy, còn các bạn nhấn vào một lần nữa thì nó sẽ hiện là cái phần out, tức là những cái giao dịch mà chúng ta chuyển ra ở ngoài ví thì nó sẽ báo, còn những cái giao dịch chuyển chuyển vào thì nó lại không báo. Đấy, còn các bạn nhấn tiếp một lần nữa thì nó sẽ hiện lên cái phần là off, tức là chúng ta sẽ tắt cái tính năng báo giao dịch. Đấy, thì tốt nhất là anh em sẽ bật ở cái chế độ để nguyên cho mình. Chúng ta sẽ bật ở cái chế độ on, tức là tất cả các cái giao dịch thì nó đều báo. Rồi, tiếp theo là cái phần alert transaction. Thì cái phần này thì anh em sẽ cài đặt là ví dụ như có một cái lệnh giao dịch từ bao nhiêu đô trở lên thì nó mới báo cho anh em. Đấy, thì anh em có thể nhấn vào để chúng ta tự tìm hiểu ở cái phần này nhé. Và tốt nhất là anh em chúng ta những cái phần này thì anh em nên để mặc định cho mình đi. Đấy, để những cái giao dịch nào thì nó cũng sẽ báo để anh em biết được là có những cái token nào nó đã vào ví của chúng ta. Rồi, tiếp theo cũng là một cái phần khá quan trọng, đó là cái phần rename. Dành cho những anh em mà chúng ta sở hữu nhiều cái ví thì các bạn phải đặt tên những cái ví đó, đúng không? Chúng ta sẽ cần phải đặt tên những cái ví đó để các bạn biết được là đây là cái ví ví nào. Đấy, để các bạn dễ phân biệt, chứ nó mà hiện lên những cái dòng ví như thế này thì chúng ta rất khó để các bạn là phân biệt được là ví nào là ví chúng ta đang cần tìm kiếm. Đấy, thì sau khi mà các bạn nhấn vào cái phần rename thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là các bạn hãy điền cái giá trị. Điền ở đây ấy, thì các bạn sẽ có lẽ là mình thử điền ok xem thử nhé. Ok, vì lúc nãy là mình đang dính ở cái lệnh phía trên, mình chưa enter ở cái lệnh phía trên, nên là bây giờ mình sẽ làm lại này, mình sẽ nhấn lại vào cái phần rename. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ nhấn vào cái phần skip. Sorry, ở đây thì chúng ta nhấn vào phần rename nhé. Sau đó thì nó mà hiện lên cái địa chỉ ví. Đấy, thì sau khi mà nó hiện lên là username has been changed thì các bạn sẽ là tức là chúng ta đã đổi rồi. Còn sau khi mà nó hiện lên cái địa chỉ ví như thế này ấy, thì bắt đầu chúng ta mới điền vào. Ví dụ như ở đây mình điền là airdrop 1. Đó. Rồi thì nó sẽ hiện lên là cái wallet của bạn đã được thay đổi thành công, thì như này là các bạn đã thay đổi thành công rồi nhá. Thì bây giờ các bạn có thể nhấn vào cái phần các bạn có thể quay lại, chúng ta nhấn vào cái phần Edit Wallet ở phía trên. Đấy, sau khi các bạn nhấn vào phần Edit Wallet thì nó sẽ hiện lên ở đây các cái thông tin ví của mình này, rồi ví Aerobe này, đây là cái tên mà mình đã đặt rồi nhá.
Đó, thì ngoài ra thì những cái địa chỉ ví mà anh em chưa đặt tên thì bây giờ chúng ta cũng có thể nhấn vào cái phần edit ở đây để các bạn đặt nhé. Đấy, ví dụ như các bạn nhấn vào phần edit này thì nó cũng sẽ hiện lên cái phần như thế này. Thì chúng ta sẽ nhấn vào phần rename. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục là chúng ta đặt tên cho nó. Ví dụ như là Aerobe 2, Aerobe 3, Aerobe 4. Đấy, thì dành cho những em mà chúng ta hay cheat app thì các bạn nên đặt như thế này thì nó sẽ rất là dễ cho anh em. Đấy, ví dụ như mình sẽ đặt là Aerobe 2. Đó, thì hôm sau các bạn sẽ phân biệt được à đâu là cái ví Aerobe của chúng ta, đâu là cái ví chính, đâu là cái ví phụ. Đấy, để các bạn có thể dễ phân biệt. Đấy, và nó hiện lên cái phần là wallet name has been changed, tức là chúng ta đã hoàn thành. Ngoài ra ấy, thì ở trên cái con bot này thì nó còn có rất là nhiều tính năng. Tuy nhiên thì là do cái thời gian có hạn cũng như là những cái tính năng mà cơ bản thì mình cũng đã giới thiệu đến cho anh em hết rồi. Nên là tạm thời là mình sẽ dừng cái video ở đây. Thì anh em có một số cái tính năng như là phần gap này, rồi phần founding. Đấy, thì anh em có thể vào để chúng ta xem được là một số cái thông tin. Đó, nó sẽ hiển thị lên tất cả các cái đồng coin, giá của đồng coin nó tăng trong ngày bao nhiêu, giảm trong ngày bao nhiêu thì nó sẽ đều hiển thị lên tất cả đây. Ok, và đây là một con bot mà rất là tiện lợi và mình nghĩ là những anh em nào mà chúng ta tham gia Aerobe thì các bạn đều phải nên cài đặt cho mình cái con bot này. Đấy, và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, muốn mình làm thêm những cái video tương tự như thế này dành cho người mới thì các bạn có thể like, subscribe và chia sẻ cái video này để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.